washed up. Don't want you believe trắng ấy, nhưng mà tại vì răng là bị nhiễm beta rồi nên là không thể làm được. Mơ ước là sẽ được có bộ răng đẹp, nhưng có mỗi một ước mơ đấy thì thôi cho nó thành hiện thực thế thôi. Thì chị nhìn thấy cơ sở vật chất rất là khang trang, sạch sẽ, rồi là các bạn rất là nhiệt tình, nói chung là cách làm việc rất là chuyên nghiệp. Ở đây cô bác sĩ làm cho mình có một cái trải nghiệm thực sự rất tốt về mặt lý lẽ và kiến thức chuyên môn, là cho mình hoàn toàn yên tâm. Mình cũng đã chuẩn bị tinh thần đau rồi, nhưng không ngờ là nó không đau, đâm ra nó không có gì cả. Khi 3 tháng các bạn có một việc có thả lỏng ra, đôi khi các bạn ngủ quên nó làm việc. Mọi người đều khen rất là nhiều. Mọi người khen là Trang cười đẹp hơn này, sáng hơn này. Và mọi người cũng có hỏi là Trang làm răng tại đâu. Và Trang cũng đã giới thiệu một số bạn bè cũng là người thân qua làm răng tại Zoom Dental. Sau khi làm thì phải nói thật, chia sẻ thật với các bạn là mình cảm thấy rất là thoải mái, không hề bị đau, không hề bị cộm hay là bị một cảm giác khó chịu gì đấy. Bởi vì làm cái lớp dán này nó rất là mỏng và nó không ảnh hưởng, gần như là không gây một chút ảnh hưởng gì đến cái việc mình ăn uống, mình nói hay là mình cười hay bất kể một cái gì tác động ở miệng không hề có. Sau khi làm xong thì ít nhất là các bạn có thể nhìn thấy là răng đã trắng hơn. Hơi thở của tôi thì đương nhiên tôi cảm nhận nó có sự thơm tho hơn, và đặc biệt là trong quá trình mình dùng bữa chẳng hạn thì cái cảm giác của mình cắn nhai thì nó sẽ rất là thật. Làm răng sứ ở đây thì chị thấy rằng là khá là ổn, không thấy đau nhức hay là có cái biến chứng gì sau khi làm, và đến bây giờ thì răng chị rất là ổn. Nụ cười được tái tạo lại thì mà mình lại cảm thấy tự tin thì rất là hài lòng, và chị cảm thấy rất là cảm ơn Zoom Dental, cảm ơn Thu đã đem tái tạo nụ cười cho chị. Tại đây thì mình đã thực sự được các bác sĩ giúp cho thay đổi diện mạo của nụ cười với một hàm răng như các bạn thấy là trắng sáng, và chắc chắn là mình nghĩ là cải thiện rất là nhiều về khuôn miệng cười cũng như là cái độ trắng sáng của hàm răng. Và thực sự những cái trải nghiệm về nụ cười đó là một hành trình của niềm vui. Nếu bạn nào muốn có một nụ cười đẹp và tự tin như mình bây giờ, hãy đến với Zoom Dental ngay nhé.